gì bạn? Trời, cái cậu hai ấy không bóc phốt chơi. Ủa? Mà mình chưa đủ nổi tiếng hay gì mà vừa hơi làm gì vậy? Dạo này ít người xe mới làm cho nổi. Ô trời ơi, vậy thì muốn nổi thì đây nè đấy. Nè, làm ra, trải ra. Trời ơi. Làm muốn nổi thì làm cách khác chứ không phải là cách đó. Mình sao mà phải nấp dưới tháng người ta rình người ta như vậy? Em đang đi rình mà trời. Rình cũng yên với anh đó. Ừ, không phải nhất thiết phải rình cho đít người ta như vậy. Làm cách khác, làm bỏ lên, bỏ hình là bỏ bò lên cho có hình đẹp chơi nè. Nhuộm đồ chơi nè. Nào muốn đẹp nè thì tối ngày nè đã mua về những cái mới này giờ mình quay video nè, mình chụp hình nè, mình nghĩ cách nhân giống nè cho nó đẹp bò lên nè. Ủa mà sao con này cái lỗ mũi màu trắng mà sao lên màu đen vậy? Ủa rồi sao cái tai anh đen hồi lùi vậy? Cái đồ mày tô lên hay gì? Em không biết em có tô sao mà cái tai anh đen vậy à? Ủa chứ mày làm gì vậy? Em hả? Lỡ dính. Lỡ dính. Làm gì dính? Dỡ lên có xíu chút nhợm mà. Ủa vậy hả? Ừ. Ờ chơi chi mà gian dối gian xảo vậy? Rồi cái ngày phố vô chưa? Làm gì? Dạ hả? Trời đất ơi á. Chụp hình nè, quay phim nè. Này, đây là mấy bé broken nha mọi người. Rất là cute. Phương mới vừa nhuộm xong luôn á mọi người. Ủa, Phương, hả? Tại sao trên bài phốt em thấy trên mạng á, người ta nói là bọ màu trắng mà sao tim trắng mà lại mũi đen vậy? À, tại vì đơn giản là nó có gen broken. Hay là anh nhuộm? Ừ, tao vừa mới nhuộm xong luôn á. Mới vừa nhuộm xong để tao chùi cho nó mẹ. Ủa, cái tay tao đen phù lùi. Em thấy là những cái của tầm ghê. Của những con này nhuộm chưa chắc gì nó đã ăn. Thì tao có nhuộm đâu tao biết. Mày đọc lo trên mạng, lên trên mạng nó rình trên đó. Ừ rồi có hình đẹp rồi có video đẹp chứ không phải là đem bỏ con thỏ xuống. Bỏ con thỏ xuống phối. Phối rồi ghi ngày lại ha. Dạ, em ghi ngày, có đôi lúc cái bút lông á mọi người. Nó dính trong tay như thế này nè. Em phối em ghi ngày bé nào á. Nó ngày phối á sao thì em ghi ngày, em phối lại để cho mình theo dõi các bé sinh sản đúng ngày đúng tháng để mình. Đúng rồi, không ghi thì làm sao? Có những cái phương pháp cho bé hiệu quả hơn. Và trong lúc đó thì Phương có chuẩn bị chụp hình luôn á mọi người. À, thì nó cái tay chân nó như thế này nè. Nè. Ừ đó. Lẽ lỡ không dính sao? À cái bút lông mà. Cái tay chân nó như thế này Phương cầm Phương quơ Phương chụp hình á. Nó một mình Phương á. Phương quơ 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 thì nó dính. Thì nó lên nó kiếm chuyện là nó bảo là trời má ơi lấy thuốc nhuộm rồi bôi vô mặt con bò á. Ủa chỉ có thuốc nhuộm màu đen thôi sao ta? Thấy rồi màu xong. Rồi trong nè. Broken hay là silver trắng đáng silver ha. Đều có cái này hết mọi người nha. Mũi trắng mà nó vẫn lên đen bình thường nha mọi người. Không có phải là hễ là có gen broken là nó sẽ lên đen. Con trắng cũng vậy hay là con vàng cũng vậy. Rồi có biết chăm nuôi bọ biết bao lâu rồi. Có biết chăm có biết cách phân biệt cái màu bọ không? Nói bậy là giỏi. Rình với đít người khác là mấy giỏi. Mấy con mà cái lên lông mũi màu đen mà cái mũi màu trắng xù xù ở đâu hết rồi? Đóng hàng đi Trung Quốc 5-6 đơn rồi còn đâu? Trời ủa? Bọn Trung Quốc xong nó dễ lừa quá. Việt Nam mình sao khó lừa nên không ai mua của anh cứ trả giá không? Ủa gì hả? Ủa là tính ra bọn Trung Quốc nó ngu ha. Ngu thiệt. Bà cố luôn bán tao bán 575 nè. 500 mấy 600. 500 mấy 600 đô một con là tưởng là mười mấy triệu ấy. Mà vẫn không có hàng để bán nữa chứ. Là trời. Vậy là tao lừa được rồi. Kiếm thêm những con như vậy nó nhuộm tiếp em. Đúng rồi. Nhuộm bán đi Trung Quốc. Việt Nam toàn là trả giá không à mà. Việt Nam khôn quá biết nhuộm á. Bán không được. Ấy là biết hàng mình là hàng nhuộm chứ không? Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi mọi người nha, bye bye mọi người để mình đi nhuộm tiếp đây. Bye bye, xin chào tất cả mọi người nha. Cái video này hai anh em Phương làm chỉ mang tính chất giải trí. Không có ý cà khịa ai và cũng không nói xấu ai nha mọi người. Cũng không có nghiêng về ai. Chỉ là nói là quan điểm của chính mình thôi. Và chỉ mang tính chất giải trí thôi ha mọi người ha. Bye bye. Và mọi người nên nhớ nè. Lừa người thì chỉ lừa được một lần thôi. Phương bán 5 năm, 6 năm trời rồi. Không lừa được lần hai đâu. Ha. Nên mọi người ha. 6 năm qua thì mọi người tự nhìn nhận được vấn đề, mọi người tự biết. Không để Phương nói lên những điều này. Nó vô bổ lắm. Nên ngày hôm nay video này chị hai anh em Phương chỉ làm mang tính chất giải trí. Bye bye. Mình thấy video hay á thì cho Phương với em Phương xin một lượt chia sẻ video và một lượt follow kênh nha mọi người để ủng hộ Phương và em Phương ra rất là nhiều video nữa ha. Bye bye, xin chào tất cả mọi người nha.